Bạn đang học bài 6 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng một của hội quán tam thế. Tỷ liệu cửa. Hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Tiếng Trung khó không? Hải ủy nán mà. Mình rất bận. Quá khẩn máng. Bạn thì sao? Nghỉ nó. Uống cà phê. Khơ cà phê. Đừng khách sáo. Bú khờ chỉ. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ alo, ê này. Wait. Wait. Từ này thực tế khi dùng để nói alo thường được đọc thành wait. Wait. Alo, xin chào. Wait, ni hao. Wait, ni hao. Alo, chào anh, với ý rất tôn trọng. Wait, ni hao. Wait, ni hao. Bây giờ là từ ở, đang. Tại. Tại. Bạn ở. Nǐ zài. Nǐ zài. Alo, bạn ở. Wěi nǐ zài. Wěi nǐ zài. Chỗ nào, đâu? Nǎr. Nǎr. Từ này đọc từ nả và uốn lưỡi ở cuối. Nả. Nả. Ở đâu? Tại nả. Tại nả. Bạn đang ở đâu hay bạn ở đâu? Nǐ zài nǎr? Nǐ zài nǎr? Anh đang ở đâu với nghĩa rất tôn trọng. Nín zài nǎr. Nín zài nǎr. Cà phê ở đâu? Cà phê zài nǎr. Cà phê zài nǎr. Alo, bạn đang ở đâu? Wěi, nǐ zài nǎr? Wěi, nǐ zài nǎr? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ ngân hàng. Yín kháng. Yín. Yín. Kháng. Kháng. Yín kháng. Yín kháng. Ngân hàng ở đâu? Yín kháng zài nǎr? Yín kháng zài nǎr? Ở ngân hàng. Zài yín kháng. Zài yín kháng. Mình đang ở ngân hàng. Wǒ zài yín kháng. Wǒ zài yín kháng. Bạn đang ở ngân hàng à? Nǐ zài yín kháng ma? Nǐ zài yín kháng ma? Anh đang ở ngân hàng à, với ý rất tôn trọng. Nín zài yín kháng ma? Nín zài yín kháng ma? Mình không ở ngân hàng. Wǒ bú zài yín kháng. Wǒ bú zài yín kháng. Alo, bạn đang ở đâu? Wěi, nǐ zài nǎr? Wěi, nǐ zài nǎr? Mình ở ngân hàng.
我在银行。 我在银行。 Bài học này đến đây là hết. Hãy liên hệ với Hội quán Tam Thế qua Facebook hoặc qua số điện thoại 0977 309 925 để đăng ký học hoặc để mua trọn bộ các giáo trình của hội quán nhé.